Chào mừng các em đến kênh Hệ Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy xin giảng các em toán lớp 8 sức ánh diệu. Trong lúc xem bài giảng, Hệ Liêm các em hãy dễ hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 2 các phép tính của đa thức nhiều biến. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 2. Như vậy là hôm trước mình học tiết 1, giờ em học chưa xem tiết 1 thì các em sẽ vào kênh Hệ Liêm. Các em sẽ vào danh sách phát toán lớp 8 kính diệu các em xem nha. Giờ hôm nay mình sẽ học tiết số 2. Mình sẽ học tiếp phần số 3 nhân hai đa thức hoạt động 5. Mình sẽ tính tích x cộng 1 nhân cho x bình phương trừ x cộng 1. Giờ mình sẽ làm câu A trước nha. X cộng 1 mình sẽ nhân cho x bình phương trừ x cộng 1. Như vậy mình sẽ nhân phân phối vô. Mình sẽ lấy x nhân cho đa thức này cộng cho 1 nhân cho đa thức này, đúng không? Như vậy mình sẽ lấy x nhân cho x bình phương sẽ là x thứ 3. Mình sẽ nhập luôn cho nó nhanh. Giờ x nhân cho trừ x là trừ x bình phương. Giờ x nhân cho 1 sẽ là x. Giờ 1 nhân x bình phương là x bình phương. 1 nhân cho trừ x sẽ là trừ x. Và cuối cùng là 1 nhân cho 1 sẽ là 1. Giờ xuống dòng 3. Giờ bây giờ mình sẽ nhóm những hàng tử lại với nhau. Những hàng tử nào đồng diện thì mình sẽ nhóm lại. Đúng rồi. Mình xem có nào đồng diện không. Y bình phương trừ y bình phương mình sẽ nhóm lại. Thì mình sẽ di chuyển qua. Thực hiện phép tính giao quán mình di chuyển hai cái này được gần với nhau. Sau đó mình sẽ nhóm lại. Đúng rồi. Giờ x trừ x thì mình cũng nhóm lại. Giờ 3. Giờ x lý thứ 3 viết lại. Giờ x bình phương trừ y bình phương bằng 0. X trừ x cũng bằng 0. Giờ 0 cũng 1 bằng 1. Như kết quả cuối cùng sẽ là x bình lý thứ 3 cộng 1 nha. Câu B thì người ta kêu mình quy tắc nhân hai đa thức trong trường hợp một biến. Thì mình thấy là quy tắc nhân đa thức cho đơn thức thì mình sẽ lấy từng hạng tử của đa thức này. Mình sẽ nhân cho từng hạng tử của đa thức kia. Sau đó mình sẽ cộng các kết quả lại với nhau. Thì sẽ ra kết quả cuối cùng. Đúng không? Như vậy câu B các em trả lời như sau. Quy tắc nhân hai đa thức trong trường hợp một biến. Ta sẽ lấy đơn thức của đa thức này nhân với từng đơn thức của đa thức kia. Giờ cộng các kết quả lại với nhau nha. Giờ như là mình xong hoạt động 5 nha. Hoạt động 5 các em hiểu bài, cái sau bấm khuất video hẹn với các em các bạn. Giờ tương tự. Tương tự như trường hợp một biến ta sẽ quy tắc sao, như mình sẽ có thể áp dụng quy tắc này cho đa thức nhiều biến cũng được nha. Tương tự như trường hợp một biến ta sẽ quy tắc sao, muốn nhân một đa thức với một đa thức ở đây là nhiều biến cũng được nha. Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta sẽ nhân mỗi đơn thức của đa thức này với từng đơn thức của đa thức kia rồi cộng các kết quả nha. Muốn nhân một đa thức của đa thức ta lấy mỗi đơn thức của đa thức này nhân với từng đơn thức của đa thức kia rồi cộng các kết quả lại với nhau. Đúng không? Tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 6 để rõ hơn. Câu A, ví dụ 6 tính. Câu A là x cộng 1 nhân cho x cộng 1. Như mình sẽ nhân phân phối vô. Mình sẽ lấy từng đơn thức của đa thức này nhân cho từng đơn thức của đa thức kia. X nhân x là y bình phương. X cộng cho x nhân y là x y. Giờ y nhân x là y x. Cộng cho y nhân y sẽ là y bình phương. Giờ y bình phương viết lại. X y cộng cho y x sẽ bằng 2 x y. Cho phép nhân mình sẽ tính giao quán nha. X y cũng là y x thôi. X y cộng x y là 2 x y. Y bình phương viết lại. Tương tự câu B. X cộng y nhân cho x trừ y. Mình sẽ lấy x nhân cho x là y bình phương. X nhân cho trừ y sẽ là trừ x y. Y nhân cho x sẽ là cộng y x. Y nhân cho trừ y sẽ là trừ y bình phương. Giờ y bình phương viết lại nha. Trừ x y cộng x y. Y x cũng là x y thôi. 2 này cộng nhau bằng 0. Trừ y bình phương viết lại. Đúng không?
Giờ bây giờ mình sẽ làm mà câu luyện tập vận dụng nào giống như cái ví dụ sáng nha. Giờ hãy sẽ giải phía dưới này cho các em xem. Giờ bây giờ mình viết lại cái đề trước, giờ mình sẽ làm x trừ y, mình sẽ nhân cho x trừ y. Giờ mình sẽ tính nhẩm nha, thầy sẽ muốn to chỗ này cho các em dễ quan sát nè. X nhân x là y bình phương, x nhân cho trừ y sẽ là trừ x y. Giờ trừ y nhân cho x là trừ y. Giờ trừ y nhân trừ y là trừ nhân trừ là cộng, y nhân y là y bình phương, được không? Bằng. Giờ y bình phương viết lại này. Giờ trừ x y, y x cũng là y, x y thôi, trừ x y, trừ x y là trừ 2 x y. Giờ cộng y bình phương viết lại nha. Được này. Như vậy là mình xong câu luyện tập vận dụng 5 nha. Giờ có luyện tập vận dụng 5, các em hiểu bài cái 6 khích video, hãy biết em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 6 nha. Ví dụ 7. Tiếp theo là ví dụ 7. Một mảnh vuông có dạng hình chữ nhật, có độ dài hai cạnh là x, 2x cộng y đơn vị là mét, và 2x trừ y đơn vị là mét luôn. Câu A, mình sẽ viết đa thức biểu thị diện tích của mảnh vuông theo x y. Mình xem cách người ta giải. Đa thức biểu thị diện tích mảnh vuông chính là mình sẽ lấy độ dài hai cạnh là 2x cộng y nhân cho 2x trừ y. Đúng rồi. Giờ sau đó mình sẽ nhân phân phối vô 2x nhân 2x là 4x bình phương. 2x nhân cho trừ y sẽ là trừ 2xy. Y nhân cho 2x sẽ là cộng 2yx. Y nhân cho trừ y sẽ là trừ y bình phương. Đúng này. 4x bình phương viết lại này. Trừ 2xy. Cái này mình quán đảo vị trí thì cũng là 2xy thôi. Trừ với cộng bằng 0, hay này bằng cộng này bằng 0 nha. Trừ y bình phương viết lại, đơn vị sẽ là mét vuông. Câu B, mình sẽ tính diện tích của mảnh vuông khi x bằng 3, y bằng 2. Như vậy là với x bằng 3, y bằng 2, diện tích mảnh vuông là, giờ mình khởi vô, x mình khởi bằng số 3, 4 nhân x bình phương thì chính là 4 nhân 3 bình phương, trừ cho y bình phương chính là trừ 2 bình phương, 3 bình phương là 9, 4 nhân 9 là 36, 2 bình phương là 4, 36 trừ 4 bằng 32, đơn vị sang mét vuông, đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần 4 là mẹ chia đa thức cho đơn thức nhé. Chia đa thức cho đơn thức một nhỏ, phép chia hết của một đơn thức cho một đơn thức hoạt động sáng. Mình sẽ thực hiện phép tính ở đây. Giờ như vậy thầy sẽ làm như sau. Như vậy là 9x lý thừa 5, y lý thừa 4. Mình sẽ nhân cho 2 x lý thừa 4 y bình phương. Như vậy mình sẽ lấy hệ số nhân hệ số, 9 nhân 2. Giờ biến x nhân biến x, x lý thừa 5 nhân x lý thừa 4. Giờ y lý thừa 4 nhân cho y bình phương. Sẽ bằng. Như vậy là 9 nhân 2 là 18. X giờ lý thừa 4 nhân x lý thừa 5 là x lý thừa 9. Y lý thừa 4 nhân y bình phương là y lý thừa 6. Đúng này. Giờ như là mình xong hoạt động 6 nhé. Hoạt động 6 các em hiểu bài cái 6 khuyết video. Hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo như vậy mình sẽ có là 18x lý thừa 9 y lý thừa 6 sẽ bằng 9x lý 5 nhân y lý thừa 4 nhân cho 2x lý thừa 4 y bình phương. Như vậy ta nói đơn thức 18x lý thừa 9 y lý thừa 6 sẽ chia hết cho
9 x lũy hữu 5 y lũy hữu 4. Đúng này. Như vậy mình sẽ có cái này, mình sẽ chia cho cái này sẽ bằng cái này, đúng này. 18 x lũy hữu 9 y lũy hữu 6 chia cho 9 x lũy hữu 5 y lũy hữu 4 sẽ bằng 2 x lũy hữu 4 y lũy hữu 2. Đúng này. Như vậy tương tự như trường hợp một biến, ta nói là đơn thức nhiều biến A là chia hết cho đơn thức nhiều biến B nếu tìm được một đơn thức quy sao cho A sao bằng B nhân quy. A sao bằng B nhân quy có nghĩa là A chia B sao bằng quy. Đúng này. Như mình sẽ có nhận xét là đơn thức A chia cho đơn thức B, BH0 khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mẫu không lớn hơn số mẫu của nó. Như mình thấy là đơn thức này sẽ có là xi thì bên đây cũng có xi và số mẫu của bên đây phải nhỏ hơn, không được lớn hơn bên đây thì mình sẽ chia hết thôi. Đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ có quy tắc như sau. Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B, trường hợp A chia hết cho B, ta có thể làm như sau. Mình sẽ chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B. Mình sẽ chia lũy thừa từng biến trong A cho lũy thừa của từng cùng biến đó trong B. Sau đó mình sẽ nhân các kết quả cùng tìm được với nhau. Đúng này. Như vậy mình sẽ lấy hệ số chia hệ số, biến chia cho biến. Đúng này. Giờ đó mình sẽ nhân các kết quả là được nha. Như vậy mình sẽ nhớ là về phép chia hai lũy thừa cùng cơ số x lũy thừa m chia x lũy thừa n khi mình sẽ giữ nguyên cơ số là x, mình lấy số 1 trừ số 1. Trường hợp này m phải lớn hơn bằng n nào. Được này. Giờ nếu hai cái lũy thừa giống nhau chia nhau sang 1, m sẽ thuộc tập hợp các số tự nhiên khác không. Tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 8. Tìm hương trong phép chia đơn thức 16 x lũy thừa 4 y lũy thừa 5 z lũy thừa 6 cho đơn thức 8 x lũy thừa 3 y bình phương. Như vậy ta có như sau thì mình sẽ lấy hệ số chia hệ số 16 chia 8 đúng này. X lũy thừa 4 chia x lũy thừa 3 y lũy thừa 5 chia y bình phương và z lũy thừa 6 mình sẽ viết lại. 16 chia 8 được 2, x lũy thừa 4 chia x lũy thừa 3 là x, x lũy thừa 5 chia cho y bình phương sẽ là x. Y lũy thừa 5 chia y bình phương sẽ là y lũy thừa 3, z lũy thừa 6 viết lại. Vậy hương trong phép chia đơn thức 16x lũy thừa 4, y lũy thừa 5, z lũy thừa 6 cho đơn thức 8x lũy thừa 3, y bình phương sẽ chính là 2x, y lũy thừa 3 hoặc z lũy thừa 6. Đúng này. Và bây giờ mình sẽ làm câu luyện tập vận dụng 6, mình sẽ làm giống như ví dụ 8 thôi. Đúng này. Mình sẽ lấy hệ số chia hệ số, lũy thừa từng biến chia lũy thừa từng biến. Giờ hãy sẽ làm như sau. Như vậy B sẽ bằng, mình sẽ viết lại cái đề trước nhé. 21 x lũy thừa 4 y lũy thừa 5 mình sẽ chia cho 7 x lũy thừa 3 y lũy thừa 3. Giờ mình sẽ lấy hệ số chia hệ số nhé. 21 chia 7 giờ biến chia biến x lũy thừa 4 chia x lũy thừa 3 lũy thừa 5 chia cho y lũy thừa 7 giờ 21 chia 7 bằng 3 x lũy thừa 4 chia x lũy thừa 3 là y lũy thừa 5 chia y lũy thừa 3 là y bình. Bây giờ người ta kêu mình tính giá trị của biểu thức P tại X bằng âm 0,5 và Y bằng âm 2. Đúng này. Giờ với X bằng âm 0,5 Y bằng âm 2 như vậy mình sẽ làm giống như câu B ở đây đúng không? Như vậy mình khai là x y vào và B để mình tính nha. Như vậy mình sẽ khai đi để chữ khai 2x bằng âm 0,5 và y bằng và B ta được.
B sẽ bằng. Như vậy là chỗ nào có ít hình thế bằng m không phẩy năm. Như vậy là số 3 giống nhau quyết đoạn. Ít mình thế bằng âm 0,5. Giờ y bình phương có nghĩa là âm 2 bình phương. Như vậy là âm 2 bình phương là 4. 4 nhân cho âm 0,5 có nghĩa là 4. 4 chia 2 sẽ là 2. 3 nhân 2 là 6. Như kết quả là âm 6, đúng không? Giờ như là mình xong luyện tập vận dụng 6 nhé. Có luyện tập vận dụng 6 các em hiểu bài, các em xong click video hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần số 2, phép chia hết một đa khước cho một đơn khước. Qua đồng bảng mình sẽ thực hiện phép tính tích 3xy nhân cho x cộng b. Giờ như mình sẽ làm con này như sau. Như mình sẽ biết là cái đề chứ 3xy mình sẽ nhân cho x cộng b. Như mình sẽ nhân phân phối vô đúng không? Mình sẽ lấy 3xy nhân cho x. 3xy mình sẽ nhân cho x. Cộng cho 3xy mình sẽ nhân cho x. 3xy nhân cho x sẽ là 3 y bình phương. X nhân x là y bình phương. Y viết lại. Giờ 3x viết lại. Y nhân y là y bình phương. Như giờ là mình xong câu hoạt động 7 nhé. Câu hoạt động 7 các em hiểu bài, cái sau khuyết video hãy biết các em hiểu bài. Vậy ta có là 3xy nhân cho x cộng y sẽ bằng là 3x bình phương y cộng cho 3xy bình phương. Ta nói là đa khước 3x bình phương y cộng cho 3xy bình phương sẽ chia hết cho đơn khước 3xy và mình sẽ có là 3x bình phương y cộng cho 3xy bình phương chia cho 3xy sẽ bằng x cộng b. Đúng không? Mình có cái này nhân cái này sẽ bằng cái này. Có nghĩa mình sẽ lấy cái này, mình sẽ chia cho cái này sẽ bằng cái này. Đúng không? Tương tự như trên ta nói đa khước nhiều biến A chia hết cho đơn khước nhiều biến B. Nếu tìm được một đa khước Q sao cho A sẽ bằng B nhân Q. A bằng B nhân Q có nghĩa là A chia B sẽ bằng Q. Đúng không? Nhận xét đa khước A sẽ chia hết cho đơn khước B khi mỗi đơn khước của A sẽ chia hết cho B. Quy tắc muốn chia đa khước A cho đơn khước B, trường hợp A chia hết cho B, ta chia mỗi đơn khước A cho B vào cộng các kết quả của nhau. Đúng không? Thì mình sẽ lấy từng cái này, mình sẽ chia cho cái này. Cái này chia cái này vào cộng lại. Đúng không? Như vậy có nghĩa là muốn chia đa khước cho đơn khước, mình sẽ lấy từng đơn khước của đa khước chia cho đơn khước này, sau đó cộng kết quả là được. Được này. Giờ tiếp theo mình sẽ quan sát ví dụ chính để rõ hơn nha. Ví dụ chính người ta kêu mình tìm phương trong phép chia đơn khước 15x thừa 3 y bình phương trừ cho 20x bình phương y lý thừa 3 cộng cho 25x lũy thừa 4 y lũy 4 cho đơn khước 5x bình phương y bình phương. Chứ mình sẽ viết là cái đề thực hiện phép chia. Giờ mình sẽ cái này, lấy cái này chia cái này. Trừ cho cái này chia cái này. Cộng cho cái này chia cái này. Đúng này. Giờ 15x lũy thừa 3 y bình phương chia cho 5x bình phương y bình phương. 15 chia 5 được 3. X lũy thừa 3 chia bình phương là x. Y bình phương chia y bình phương bằng 1. Giờ 1 nhân cho 3x là 3x thôi. Dấu trừ viết lại.
20 chia 5 bằng 4. X bình phương chia Y bình phương hết. Y lý thứ 3 chia Y bình phương là bằng Y. Dấu cộng đây viết lại. 25 chia 5 được 5. X lý thứ 4 chia Y bình phương là Y bình phương. Y lý thứ 4 chia Y bình phương là Y bình phương. Vậy mình kết luận là Khương cho phép chia đa khức cho đơn khức sẽ là 3X chia 4Y cộng cho 5Y bình phương Y bình phương. Được nè. Như vậy tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập vận dụng 7. Mình sẽ làm giống như ví dụ trên. Chia một đa khức cho một đơn khức thì mình lấy từng đơn khức của đa khức chia cho đơn khức là được. Đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu luyện tập vận dụng 7 nhé. Mình sẽ viết lại cái đề chứ. Ta có 5 mình sẽ viết là thực hiện phép chia. Sáu ít lý hợp vụ y lý hợp bạch cộng cho 21 ít lý hợp bạch y lý hợp vụ ba ít lý hợp bạch y lý hợp bạch ba. Giờ mình sẽ lấy từng cái này chia cho cái này. Mười hai x lý thừa ba y lý thừa ba chia cho ba x lý thừa ba y lý thừa ba chờ chờ giờ tiếp theo mình sẽ lấy cái này. Mình sẽ chia cho cái này, đúng này. Mình sẽ làm giống như ví dụ. Giờ mình sẽ lấy cái này. Giờ chia cho đơn khức này. Giờ mình sẽ lấy hệ số chia hệ số 12 chia 3 được 4. X lý thừa 3 chia lý thừa 3 hết. Y lý thừa 3 chia y lý thừa 3 hết. Vì kết quả là số 4. Dấu trừ viết lại. 6 chia 3 được 2. X lý thừa 4 chia x lý thừa 3 là x. Y lý thừa 3 chia y lý thừa 3 hết. Dấu cộng viết lại. 21 chia cho 3 được 7. X lý thừa 3 chia x lý thừa 3 hết. Y lý thừa 4 chia cho y lý thừa 3 được y. Như kết quả là 4 trừ 2x cộng 7. Vậy mình kết luận là mình sẽ kết luận giống như cái phần kết luận của người ta nhé. Vậy Khương trong phép chia đa khức này. Cho đơn khức là đơn khức này là cái này là đa khức này. Giờ như là mình xong câu luyện tập vận dụng 7 nhé. Câu luyện tập dùng vận dụng 7 các em hiểu bài cái xong hết video hãy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Phần bài tập thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp các em nha. Đó xem
Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu không, khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hải Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hải Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.